bạn gái của Hiếu thứ hai bị chỉ trích. Cô gái đang hẹn hò Hiếu thứ hai khiến cư dân mạng bàn luận trái chiều vì có một động thái lặp đi lặp lại. Dù chưa từng lên tiếng trực tiếp xác nhận chuyện hẹn hò trước công chúng, nhưng những người theo dõi Hiếu thứ hai và các đồng nghiệp đều biết anh và hot girl Mỹ Hàn, Baby Boo là một đôi. Nam rapper từng đặt nhiều chi tiết ẩn ý liên quan đến Mỹ Hàn trong các ca khúc, thậm chí các đồng nghiệp thân thiết cũng thường hô to cụm từ Baby Boo để trêu ghẹo. Về phía Mỹ Hàn, cô khá chăm chỉ hoạt động mạng xã hội. Tuy nhiên, mới đây, bạn gái của Hiếu thứ hai đã vướng chỉ trích. Cụ thể, trong các clip hay hình ảnh được Mỹ Hàn đăng trên trang cá nhân thì một bộ phận netizen thường tràn vào để hỏi chuyện liên quan đến Hiếu thứ hai. Trong số hàng loạt thắc mắc thì mỹ nhân này chỉ trả lời câu hỏi "Chị quen hoặc biết Hiếu thứ hai không ạ?" là không, cứ cách một thời gian là cô lặp đi lặp lại vấn đề này. Việc Mỹ Hàn liên tục đáp trả cùng một thái độ với cùng một câu hỏi khiến cư dân mạng cho rằng cô cố tình tung hình, làm lố, chiêu trò để thu hút sự chú ý. Thậm chí, có netizen còn phản ứng ngược, quay xe từ yêu thích sang khó chịu vì hành động của Mỹ Hàn. Nhiều người nhắc nhở cô nên tiết chế, kiểm soát phát ngôn trên mạng xã hội để tránh gây ra những ồn ào không đáng có về sau. Song song với những bình luận bức xúc thì cũng có vài ý kiến bênh vực cho rằng vì cư dân mạng hỏi nên Mỹ Hàn mới trả lời chứ không phải cô chủ động nhắc tới. Sau khi nhận ra mọi người đang tranh cãi thì người yêu tin đồn của Hiếu thứ hai cũng đã xóa bình luận trên. Tăng Mỹ Hàn theo học tại một trường quốc tế nổi tiếng ở thành phố Hồ Chí Minh với mức học phí lên tới 600 triệu đồng trên năm. Hot girl sinh năm 2003 có cuộc sống sang chảnh, thường xuyên đi du lịch, khoe đồ hiệu. Trong một bài hát, nam rapper từng tiết lộ tên anh và bạn gái có chung chữ cái đầu là H. Cô gái này luôn mong một ngày sẽ được công khai mối quan hệ với Hiếu thứ hai, đứng chung một khung hình với người yêu. Hiếu thứ hai không nhắc đến Mỹ Hàn nhưng chia sẻ anh và bạn gái đến với nhau không phải dạng tình yêu sét đánh mà cũng mất một thời gian dài tìm hiểu. Và hiện tại, nam rapper chỉ muốn mọi thứ cứ như vậy, không công khai nhưng ai cũng biết người ấy là ai. Trong một cuộc trò chuyện với chúng tôi, Hiếu thứ hai từng chia sẻ lý do giấu chuyện yêu đương, tôi thấy ngoài kia cuộc sống dữ dội quá. Đôi khi người ta chẳng có ác ý gì đâu mà chỉ mệt mỏi vì cuộc sống của mình thôi. Nhưng mỗi khi đọc những bình luận, mình cũng tổn thương mà. Những quyết định của tôi thường không có sự tính toán nhiều. Chỉ là tôi sợ thế giới ngoài kia chứ không hề có một quân bài hay con cờ nào trong cách mình làm cả.